Thưa quý vị, năm 2020, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động thông tin, phản ánh kịp thời toàn diện những diễn biến của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh. Tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, những nhân tố mới, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Báo chí cũng là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, giữa các doanh nghiệp và nhà quản lý, giúp cơ quan nhà nước hoạch định chính sách, điều chỉnh chủ trương, đường lối phù hợp với thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây là đánh giá của lãnh đạo tỉnh tại buổi họp mặt các cơ quan báo chí diễn ra chiều qua. Chủ trì buổi họp mặt có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông tin về những kết quả nổi bật, những dấu mốc quan trọng của tỉnh đạt được trong năm 2020, trong đó khẳng định vai trò tích cực của báo chí trên mặt trận thông tin, truyền thông, hỗ trợ tỉnh tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng các cấp, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020. Báo chí cũng ghi nhận, phản ánh đậm nét thành công của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, khơi dậy tinh thần đoàn kết, những giá trị tốt đẹp trong nhân dân để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn do thiên tai, dịch bệnh. Các cơ quan báo chí cũng kịp thời thông tin, định hướng, cảnh báo về những vụ việc nảy sinh, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của người dân. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, minh bạch hóa thông tin và tạo điều kiện cho hoạt động của báo chí, phóng viên là cách tốt nhất và là con đường ngắn nhất để truyền tải những thông điệp, những ý tưởng và mục tiêu đến với mọi người dân trong và ngoài nước. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các cơ quan chức năng của tỉnh phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, cơ quan báo chí tác nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.